Kì, à thắc thứ chuyện em ở đây mình đục cá chết chạy. Anh vô sao? À thắc thiên kiều, tại sao lại khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, mà người ấy là ai? Người trai xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người trai xa lạ, tôi hết rồi. Dù sao, em yêu là có tội phải không anh? Không yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. À giờ đây đã buồn màn rồi, anh đâu có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời để tạo dựng một tiếng đường, một tiếng đường qua thôn. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khó gì ai, và từ bao lâu rồi cho bạn. À các thiết kỷ, em nhìn người ấy thề hẹ vẫn phải vậy không em? Không, người ta vẫn hận hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình hiểu lưng hờ xa lạ thì còn đi. Gần gũi tất gan mà như vạn lý quan trang, tình cảm nên tình đành tìm chồng. Tóc bay hoàng hoài bay trong gió lòng, như lòng mẹ đang bão đồng tới mời. Tiếng kiều ơi chiều nãy bỗng dưng lo sợ, sợ đánh mất đi một cái gì yêu. Mai nhớ xa trường anh gục chân, biết ai là người bắt đầu cho anh. Dù sao anh nói gì lạ vậy? Nếu thương em thì anh bảo vệ tình yêu của em. Bảo vệ tình yêu của em không thể được, anh không thể tha thứ nó. Nó phải chết. Dù sao anh biết người ta làm sao anh sống được. Giết người ta làm sao em sống nổi?
một phen. Anh muốn nói là anh đã yêu em. Hả? Yêu em ngược của anh? À khác rồi. Xưa xa, anh điên rồi. Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã đến vì mười mấy năm qua muốn nói tiếng yêu em mà chưa một lần dám nói. Để rồi hôm nay không còn gì nữa. Mà đến giờ này phải khổ lấy anh muốn nói lên đây với nỗi lòng thầm kinh rồi tiếng thu anh cắm đính ngang lời. Tại sao nó báo một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em báo một tình thầm a khắc yêu xa. Anh điên rồi, anh điên rồi phải không? Của em không phải à khắc thiên kiều. Hả? Thật vậy sao? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu kiều. Mười bảy năm trước cha dẫn cô em trên sông Hoàng, sống dày gần gũi bao ngày anh ơi.